cái này nhảy sang đây luôn rồi bây giờ. Không biết là nó ở chỗ nào ấy. Không biết là nó ở chỗ nào, không biết là nó ở chỗ nào. Không biết là nó ở chỗ nào. Không biết là nó ở chỗ nào. Không biết là nó chạy gớm vậy. To. Đây đây đây. Ở đây cá. Anh rồi anh em. Có nhiều cá này thảo nào nó xuống nó đến nó ăn đúng rồi. Không có kinh nghiệm đâu. Nhau thì phát hiện đây có ổ rắn, có bỏ rắn này. Đó đen này. Đây, rắn sắc, sắc rắn này. Ôi sắc rắn này. Ừ. Nó đen, to phết nhỉ. To phết. Ôi rắn này to phết. Nó vàng. Bạn ơi, bạn ơi, bạn cho mình hỏi là bạn có nhìn thấy con nó chạy chỗ nào không? Không á? Con mày có thấy đâu không? Quên bỏ nó. Đâu đâu cũng nhỉ? Nó chạy nhanh hết rồi. Kìa kìa. Nhanh như đâu? Như vậy nó chạy mất rồi. Không rồi, đằng kia thì làm sao nó chạy được ngược về đây? Đây chắc mất rồi. Đi nhau thì cũng quanh cái quả này thôi. Mới được khoảng 5 phút chứ mấy. Rồi đấy, có bò chạy nhanh à. Có bò nhanh lắm. Đang mẹ con chó nhà nào nó cắn kinh. May hôm nay là mình ra dắt bò chứ để bà dắt bò là chắc là. Thôi cả bà vậy. Nó thôi mất bà. Đây xe nào. Oh my god. Oh my god. Nó đang nhảy cái bò kìa. Ôi tôi đùa kìa. Ôi ơi. Chết rồi. Đấy đúng nó đấy. Có con rắn ở đây ông còn gió gì nữa ông quên. Ôi nghe tiếng sướng này. Đúng 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 con này rồi. Đúng con này vừa nãy nick rồi. Cái này cắn gì? Ui đấy. Hiền ở đâu? Nó bảo anh tắt bò qua bắt nick cái. Ủa thì mất đâu. Chạy luôn. Nó săn mồi ấy. Tôi thì mất hàng. Nó phát là con này đang đói mồi. Này phải ăn được con bò kia đấy, con bê đấy. Tao đang định ăn bê. Ấy con này đang đói mồi. Ôi, hay là ăn con gì no bụng to rồi hay là ăn bê rồi. Cái bụng nó đang. Ăn đói mồi. Ừ, nó rút kìa, úi dồi nó rút kìa. Đấy đó bảo con này. Ừ con này không? Đúng đúng, chuẩn luôn. Bây giờ bắt phải nó cao chứ. Ừ. Tổ thế. Nó có ra python anh em ơi. Nó có python. Hóa ra nó nằm đây nhỉ. Lấy túi, quên toàn lấy túi. Đây rồi, mai không thả bò bãi này rồi. À mà bắt đi thì nó còn có nó có một đôi đấy. Có một con nữa. Nó có một đôi. To nhỉ. Thế thôi mai bảo bà không chăn bò đây nữa. Nhìn này. Mai hôm nay mình đi ra bắt bò với bà chứ để bà bắt thì chắc là hôm nay thì ui vẫn đi cái đường mòn thì chắc là xong. Anh em lừa túm đi. Này nhìn này. Ý trời ô to chưa? Nhìn ông Kiều ơi. Ông Kiều chắc ông đái nó quần rồi sao quần ướt thế? Đây đấy chạy nhảy qua mưa chạy à. Hết ướt cả áo lên. Em tưởng anh đái nó quần. Không. Bắt nó ra đi anh em ơi. Túm bên đầu đó. Nó ác lắm. Đớp ngay đấy. Ngon rồi, có chặt về đấu cao rồi. Tuyệt vời, có chặt đấu cao rồi anh em ơi. Đấy, anh em đã bắt con chặt rồi nhé mọi người. Thì bây giờ anh em mình sẽ mang con này về đấu cao mọi người ạ. Tìm tiếp đấy anh em. Tìm tiếp xem này, thêm con nó không may. Kẹo lên, là sao? Ông gọi em về đây đến bắt. Giờ tìm kiếm mày thấy con này bê về đấu cao đó. Nhớ. Thôi mà nhá, thì anh em mình sẽ đưa này về đấu cao. Mọi người thấy hay nhớ ủng hộ cho anh em mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người mà muốn mua cao thì hẹn qua cho anh em mình nhá. Viết sinh một về lượt. Đăng ký nhá. Xin chào mọi người nhá. Xin chào tất cả nhá. Xin chào con nặng không? Mình xem cái con nặng. Ui, 80 cân. Được. Chào tất cả mọi người nhá. 80 cân.